Hello mọi người, lại là tôi đây. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu một vài hoạt động của Nam Anh gần đây nhé. Đầu tiên là việc tham gia cuộc thi sắc đẹp Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2021. Vì tình hình dịch bệnh nên hoạt động này tôi chưa nắm chắc thông tin nên tạm thời cho mọi người biết bấy nhiêu thôi nhé. Hoạt động gây chú ý của Nam Anh gần đây nhất là tham gia bộ phim Tết này có chồng bấm máy vào ngày 5 tháng 12. Đây là một bộ phim do Hồ Bích Trâm đầu tư, Minh Múm làm đạo diễn và khung cảnh quay tại Đà Lạt. Với dàn diễn viên nổi tiếng dễ thương như ca sĩ Hồ Quan Hiếu, Hồ Bích Trâm, Lê Nam, nghệ sĩ Kim Tử Long, nghệ sĩ Thanh Hằng, Khương Dừa, Nam Anh, v.v. Hình ảnh poster thì khỏi phải chê, cái dàn trai xinh gái đẹp, màu sắc sặc sỡ, phong cảnh thơ mộng hữu tình cộng với cái sự hài hước của bà Nam Anh thì thôi không thể không đón chờ vào dịp Tết này. Mà nói tới bà Nam Anh thì phải sẵn đây cho tôi khoe luôn là bà đi lên Đà Lạt lạc đà kiểu gì mà để bị trúng gió, đỏ hết cả vai thấy mà thương á trời, ấy vậy mà cái mặt vẫn cười hè hè. Tiện thể thì cũng giới thiệu luôn bộ phim Chùm Nổ 2 cũng có Nam Anh tham gia và dàn diễn viên quen thuộc từ phim Tết này có chồng. Bộ phim bấm máy vào ngày 16 tháng 12, bối cảnh vùng quê ở khu vực Bình Chánh. Trước mắt nội dung phim và vai diễn là gì thì đang là bí mật nha mấy chế. Muốn biết thì Tết này nhớ bật tivi lên ngồi hóng ở, mà dịch như thế này ở nhà xem phim được là ngon rồi nha mấy chế. Túm cái áo lại là cho dù diễn vai gì thì mấy chế cứ yên tâm nha, ta nói người đẹp thì diễn vai gì nó cũng đẹp hết nha. Mà đã đẹp người thì nó hay đi đôi với đẹp nét luôn nha, mà lỡ không có đẹp nét thì là do ông đạo diễn bắt diễn như thế nào thì diễn như thế đó chứ sao giờ. Nãy là túm cái áo rồi, bây giờ kết luận là túm cái quần lại mấy chế, nhớ đón xem và ủng hộ nam chị nha. Nha.nsa nha nha. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.